Kính thưa quý vị, bà Merkel phải đối mặt với năng lượng trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba. Bà Angela Merkel đã được bầu làm thủ tướng Đức cho một nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi sau một cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện vào hôm thứ ba. Gần 3 tháng sau cuộc bầu cử, liên minh lớn mới của bà nay đã có thể làm việc. Họ đang ở trong một vị trí mà tất cả các chính phủ châu Âu khác phải ghen tị, ít nhất là về mặt kinh tế. Khảo sát tâm lý của các nhà đầu tư trong nước đã tăng nhiều hơn so với dự kiến trong tháng 12 và chạm mức cao nhất trong hơn 7 năm. Các phân tích gia của ngân hàng Credit Suisse cho rằng nền kinh tế của Đức có thể tăng trưởng 2% trong năm 2014 nhờ một sự cải tiến trong tiêu thụ và trong chi tiêu đầu tư ở Đức. Và ngoài ra, trái ngược với nhiều quốc gia châu Âu khác, tỷ lệ thất nghiệp của Đức thật sự rất thấp. Nhưng không có nghĩa là đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà Merkel và các đối tác của họ sẽ có được mọi thứ dễ dàng. Họ phải thiết lập mức lương tối thiểu quốc gia mà đảng SPD đã đòi hỏi trong quá trình đàm phán liên minh. Và một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ sẽ là năng lượng. Đức sẽ ngừng sử dụng điện hạt nhân vào năm 2022. Luật năng lượng tái tạo phức tạp cần phải được cải cách vì nó đã làm cho chi phí cho người tiêu dùng tăng cao vì những ưu đãi hào phóng cho năng lượng mặt trời và gió. Chủ tịch của đảng SPD, ông Sigmar Gabriel, sẽ là bộ trưởng chịu trách nhiệm cho nền kinh tế và chính sách năng lượng. Ông cần phải có một hành động cân bằng tinh tế, giảm các ưu đãi cho năng lượng tái tạo để giúp cho ngành công nghiệp, đồng thời bảo đảm đầu tư không bị trì trệ. Ông Wolfgang Schäuble vẫn sẽ là bộ trưởng tài chính, còn bà Merkel thì vẫn không thay đổi lập trường của mình về thắt lưng buộc bụng. Và Đức vẫn có thể bị thiệt hại bởi các vấn đề của các nước láng giềng. Các chỉ số kinh tế ở Pháp khá đáng lo ngại và đồng euro có thể sẽ gia tăng trở lại so với đồng Mỹ Kim. Đây là một tin tức không vui cho ngành công nghiệp xuất khẩu của Đức. Bà Merkel là thủ tướng duy nhất sau chiến tranh đã thắng một nhiệm kỳ thứ ba. Tuy bà đã giữ cho con tàu ổn định trong cuộc khủng hoảng của khu vực đồng euro, nhưng một số các nhà phân tích cho rằng tên của bà đã không có gắn liền với bất kỳ dự án lớn nào. Trong 4 năm tới, bà sẽ tìm cách tạo ra một di sản trong và ngoài nước.